em lấy vợ, bắt buộc là phải về sống chung với em với mẹ. Dạ đúng rồi. Đúng không? Em lấy chồng, em không muốn sống chung với mẹ chồng, đúng không? Dạ đúng rồi. Quyết định như vậy. Dạ. Không sống chung với ai hết. Có phải là sống chung với gia đình của em? Có phải là sống chung với gia đình của em? Em tên là Nguyễn Thanh Thảo và em đến từ Bình Dương ạ. Năm nay em nhiêu tuổi rồi Thảo? Dạ em sinh năm 1991 đó chị. Mình làm công việc gì hả Thảo? Hiện tại thì em có hai công việc. Thì ban ngày thì em làm kế toán, còn ban đêm thì em tự làm chủ cho em. Dạ em bán hàng online, em đi dạy kèm đó chị. Mời bạn trai. Em xin giới thiệu với chương trình, em là Nguyễn Bá Ngọc. Em sinh 1983. Yeah. Em quê Thanh Hóa nhưng em vào Bình Dương 22 năm rồi. Ở Bình Dương 22 năm? Dạ. Ở đâu? Dạ em ở Thuận An. Thuận An á hả? Dạ. Hỏi coi hai người gần nhau không? Anh hỏi là em ở chỗ nào Bình Dương vậy em? Dạ em ở Thủ Dầu Một anh. À cũng gần mà. Mình cho biết một ít cái ưu điểm, khuyết điểm đi bên đàn gái. Dạ ưu điểm của em thì em là người vui vẻ, hòa đồng. Em dễ bắt chuyện, thân thiện. Nhưng mà khuyết điểm của em thì em lo xa, nhưng mà cái xa của em nó không giống như người ta. Ví dụ chị nghe nè. Ví dụ như người ta đi xa thì chừng một cây số thôi, còn em đi xa lên tới xa quả luôn á chị. Em đi xa quá quá. Em đi xa quá nên em cần một người kéo em xuống kịp thời. Thôi bạn trai, ưu điểm khuyết điểm là gì? Dạ em thì em sống chân thật. Chân thật, dạ, hòa đồng, vui tính. Khuyết điểm của em là em hút thuốc khá nhiều. Hút thuốc nhiều à? Hút ngày mấy gói? Chắc cũng cỡ gói. Tại em là kinh doanh buôn bán bên bia, em là phân phối. À, nhà phân phối bia ha? Dạ. Ý, vậy thì chắc nhậu dữ lắm hả anh ơi? Không có chị Nam Thư, em thì nói chung không phải ai cung cấp bia cũng biết nhậu hết. Em thì cũng biết uống nhưng mà tiểu lượng em ít lắm. Công việc thì em cũng có tham gia chút thôi. Vậy thì được. Nói chung là hút thuốc mà giảm được thì tốt nữa. Dạ. Rồi. Đường tình của bên đàn gái sao? Dạ hiện tại thì em cũng trải qua hai mối tình nhỏ nhỏ, hồi sinh viên của em thôi chứ cũng không có gọi là sâu sắc cho lắm. Dạ. Yêu mấy tháng? Cái mối tình lâu nhất của em là hồi sinh viên thì kéo dài 3 năm rồi anh. Đã có hứa hẹn gì chưa? Dạ chưa luôn anh. Đã có nắm tay chưa? Dạ chưa luôn, cũng chưa hôn bao giờ. Trời. Yêu 3 năm mà chưa. 3 năm? Thì bởi vậy nên tụi em mới chia tay á chị. Anh Ngọc ơi. Dạ. Mình đã nắm tay bao nhiêu cô rồi? Em thì cũng nắm rất nhiều, mình chính thức được 3 cô chị. Ba cô luôn. Mối tình cô nào dài nhất? Là cô đầu tiên ấy nha anh. Tại em thì nói chung là yêu trẻ dữ lắm. 23 tuổi em mới có mối tình đầu tiên. Rồi ba cái mối tình đó tại sao lại chia tay nhau mà thứ quen lúng vánh như vậy? Thứ nhất thì khi em còn ít tuổi á, thì sự nghiệp của em chưa có gì hết. Mà mình xác định mình cuộc sống ở phương Nam này. Rồi cái khi mà mình có một cái kinh tế ổn định quen người cuối cùng á, thì người ta lại không đồng ý là cuộc sống mình với mẹ mình. À, ý là chỉ hai vợ chồng sống thôi, mà em là con trai duy nhất gia đình, em có trách nhiệm với gia đình với mẹ đúng không? Dạ, em vì nhà mình nhà em, riêng mình luôn. Em thì chưa có nhà nhưng tương lai 1-2 năm nữa em sẽ có nhà, bởi vì em đang còn vướng bận vào kinh doanh buôn bán. Nhưng mà hướng sắp tới thì khoảng bao lâu nữa thì mình có thể 1-2 năm nữa thôi. 1-2 năm nữa. Dạ. Bên đây cũng là một chàng trai có chí hướng, nhưng mà có chí thông hướng. Báo trước là bên đây là ở với mẹ là bắt buộc hay là làm dâu đó. Dạ. Nếu vậy thì Thảo, em có ngại chuyện làm dâu không? Em không có ngại cái vấn đề phải làm dâu, nhưng mà em nghĩ là tốt nhất là nên ở riêng. Tại vì sinh hoạt vợ chồng thì sẽ nhiều cái nó sẽ thoải mái hơn. Thiệt sự là gia đình anh thì cũng có ít người thôi, anh và hai đứa em thôi. Mà hai đứa em thì nó lấy chồng và sinh sống ngoài Bắc rồi. Thì trong đây thì anh công việc của anh rất là bận, phải có mẹ để phụ giúp nhà cửa, nói chung đúng rất rồi. Rất nhiều việc. Như vậy thuận lợi đó. Dạ. Yeah. Bây giờ Thảo, em có thể nói về cái mẫu người đàn ông mà em mong muốn tìm cho mình không? Người yêu của lý tưởng của em. Thật ra thì em cũng không có mẫu gì cho lắm. Chỉ là người đó sống biết hiểu chuyện, biết suy nghĩ cho em. Chứ là nhiều khi tính của em thì nó cũng hơi con nít tí xíu á. Nên cần một người nó cũng hơi trưởng thành hơn em tí xíu. Rồi, bên đây muốn một người phụ nữ như thế nào? Thứ nhất là em mong muốn một người phụ nữ là hiền, là mẫu phụ nữ của gia đình. Của gia đình. Và có một nét đẹp truyền thống. Rồi để anh qua xem đàn gái coi sao nha. Dạ, có gì nói nghe anh. Rồi, đàn trai qua xem mắt đàn gái. Dạ, em chào anh. Chào gái. Dạ. Cười rất là tươi ha. Công nhận em cũng là một người có chí hướng đó chứ. Dạ. Làm việc sáng rồi trưa chiều tối luôn nữa. Dạ, em là người sống tự lập anh. Chính em xác. Độc lập về tài chính. Đúng vậy. Nãy giờ nghe em bên kia nói thì em cảm nhận ảnh là người thế nào? Em mới cảm nhận sơ sơ thì nghĩ ảnh cũng là người có tình cảm. Đúng rồi, tại vì ảnh đang chăm sóc mẹ của mình đó. Thật sự anh nói ở đây á, với tư cách đàn anh của em đó. Dạ. Hãy về sống chung với mẹ chồng đi. Mẹ chồng bây giờ á, không phải như mẹ chồng ngày xưa. Mình về đó mình có rất nhiều cái điều kiện thuận lợi. Có thể em sinh em bé rồi mẹ chồng chăm sóc, em đi làm, em có thể phát triển.
Còn bây giờ này, nếu em ở một mình, em phải đứng ra chăm sóc, em đâu có làm việc được, đúng không? Tại vì em tính em nó độc lập từ đó giờ rồi, nên giờ có người khác vô em cũng hơi khó chịu. Cái này em nghĩ là phải để hai bạn tìm hiểu với nhau rồi thích nghi như thế nào rồi. Không, tức là anh muốn em thay đổi cái suy nghĩ đó thôi. Dạ. Sống một mình buồn lắm em ơi. Dạ. Ha? Chào rồi. Anh. Dạ em chào chị Anh Thư. Dạ hên được nghe bằng chị. Trời ơi, em trẻ lắm. Anh thích một mẫu người bạn gái như thế nào về ngoại hình á? Thì ngoại hình thì từ 1m55 tới 1m6 được rồi chị. Dạ. Cân nặng thì tầm 55-60 cũng được, vậy thôi. Vậy thì nãy giờ nghe nói chuyện rồi đó, anh hình dung cô gái bên này như thế nào? Em nghĩ là cô bên đó cũng cá tính cũng mạnh. Cô nói là cô độc lập thì em cũng bước ra cuộc sống, ra bước vào đời là lúc 15 tuổi. Em cũng độc lập từ lúc 15 dạ, tuổi. Dạ. Hai người độc lập, cứ về hai người sống hai nhà cũng được. Thôi, cho nó bây độc giờ lập. Mình giao lưu người thân đi. Đúng rồi. Đàn gái đi với ai? Dạ, hôm nay em đến với bạn của em chị. Dạ, lời nói đầu tiên thì em xin gửi lời chào đến tất cả mọi người đang có mặt trong phim trường ngày hôm nay à. Dạ, thì em chỉ có vài điều muốn nói là bạn của em thì tính tình thì khá là trẻ con. Anh nói chuyện thì rất là vô tư, hồn nhiên và nghĩ sao nói vậy. À, nếu mà hai người mà có đi với nhau về sau này á, thì em nghĩ là anh sẽ có một trái tim anh phải nói là rất là... rất là vĩ đại để có thể mà bao bọc những cái tính tình hơi trẻ con của bạn em anh. Dạ em chỉ có nói vậy thôi ạ. Rồi cảm ơn em. Hôm nay Ngọc đi với ai? Dạ em đi với mẹ với các anh chị trong gia đình. À có mẹ nữa hả? Có mẹ nữa hả? Rồi chào cô. Dạ lời đầu tiên tôi xin chào trường quay. Xin chào anh Quỳnh Linh và chị Nam Thư. Dạ có nhớ và cô. Và xin chào tất cả mọi người. Tôi là mẹ của cháu Ngọc. Thì hôm nay tôi đi đến đây với cháu thì với nguyện vọng là cũng mong gái của cháu là hợp với cháu để tôi mau có con dâu, có cháu nội đứa bồng. Cô thấy con dâu tương lai có hợp với mình không? À con ơi, Thảo ơi. Dạ, cô chào cô. Nói vậy thôi chứ cô cũng không có khó khăn gì đâu. Thì cô cũng làm dâu rồi mà. Thì con thì nói thật là cô thì có mình nhìn Hằng Ngọc con trai thôi. Nói chung là mẹ con thì cũng phải đùm bọc. Nếu mà hai con mà có đến được với nhau được, con cứ thích ở riêng thì cũng được, không sao. Không sao, cô nói thật, cô rất dễ. Dạ. Cô lại muốn thích về quê, về muốn đi đâu đi cũng được, cũng không sao. Thường quá. Cô dạ. Cần, cái thật. Rất là tâm lý. Một người mẹ tuyệt vời luôn. Vâng, dạ. Sẵn sàng hy sinh tất cả vì con của mình. Cảm ơn cô rất nhiều. Dạ vâng. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cái không gian riêng của hai bạn. Dạ. Cứ tìm hiểu và trò chuyện và quyết định nha. Mở rào. Chào em. Dạ, em chào anh. Anh có món quà tặng không? Dạ, em cũng có món quà tặng anh. Dạ, đây là quyển sách em tâm đắc nhất nhưng mà em chưa có kịp đọc nó nên hy vọng là anh sẽ ngồi đọc cho em nghe. Dạ, anh cảm ơn em. Dạ, đây là 99 bó hồng cũng tượng trưng cho tình cảm của anh dành cho em ạ. Rồi bây giờ hai người bắt đầu nói chuyện đi nha. Nếu anh nói nếu mà chúng mình đến được với nhau thì em mong muốn một cái cuộc sống gia đình như thế nào? Em chỉ đơn giản là vợ chồng hiểu nhau là được rồi. Thì hồi nãy em nói là em chỉ muốn hai vợ chồng sống thôi. Tại vì kiểu như là em nó độc lập quá cho nên nhiều khi tính của em nó cũng hơi vô tâm. Nhiều khi em cũng hững hờ với người khác lắm. Em cũng ít quan tâm, em chỉ nghĩ cho bản thân em thôi à. Em có thể tranh luận với bạn ấy để tìm ra mấu chốt để cùng hòa hợp với nhau. Cái chuyện mà ở chung với mẹ và không ở chung với mẹ, chuyện này khó cái, đó. Cái vấn đề là em nói ra là ý là trong cái cuộc sống gia đình đó, ví dụ anh với em tới với nhau là ý là chỉ có anh và em thôi. Dạ đúng rồi. Cái đó thì với anh thì anh không thể chấp nhận được. Không, thật ra thì nó cũng xuất phát từ cái khuyết điểm của em. Tại vì em là cái người hơi hay lo xa này kia. Nên là em nghĩ là ở chung thì em thấy có nhiều cái mâu thuẫn á. Thì khi em chỉ thương cái người đàn ông của mình thôi. Tại vì khi mà lúc đó người ta sẽ đứng ở giữa mẹ và vợ, không biết là phải xử lý là nghiêng về bên nào. Nó cũng sẽ dẫn đến cái vấn đề là em không thích ở chung. Anh hiểu vấn đề em muốn nói rồi. Thì anh cũng nói là vấn đề là nói chung để nói nhanh Quỳnh Linh để tìm ra được cái chung nó thiệt là khó. Vì anh cũng quan điểm của anh là như vậy. Dạ. Yeah. Bây giờ quan điểm cuối cùng, bởi cái đây là cái mà nãy giờ vẫn chưa giải quyết được. Em lấy vợ. Dạ. Yeah. Bắt buộc là phải về sống chung với em với mẹ. Dạ yeah, đúng rồi. Đúng không? Em lấy chồng. Dạ. Yeah. Em không muốn sống chung với mẹ chồng. Đúng không? Dạ yeah, đúng rồi. Quyết định như vậy. Dạ. Yeah.
không sống chung với ai hết. Có thể là sống chung với gia đình của em. Có thể là sống chung với gia đình của em. À, hả? Tức là sống chung gia đình em thì được. Dạ đúng rồi, sống chung gia đình em thì được. Ý, cái đó phải lo xa mà, cái đó là ích kỷ đó bé gái. Sao vậy em? Sao sống chung gia đình em được mà không sống chung gia đình chồng được? Anh nói nè, về nhà chồng đi, rồi em sẽ hối hận những cái lời nói của em đó. Thôi cái này để suy nghĩ sau. Suy nghĩ sau hả? Không, bây giờ mình phải giải quyết cho ra vấn đề. Chị nói nghe nè, những gì em nói ở đây, những gì em suy nghĩ ở đây, tất cả khán giả ngồi trường quay đều thấy, tất cả khán giả xem tivi sẽ chứng kiến. Và qua đây họ sẽ có đánh giá, họ sẽ có suy nghĩ về em, về phát ngôn của em. Nên thực sự phải cẩn trọng. Ví dụ như chị đang nghĩ là em muốn độc lập, hai chồng sống với nhau, cuối cùng bây giờ em giật ngược lại, em nói về sống với gia đình em. Như vậy không phải là chị nghĩ là hơi bị ích kỷ cho bản thân mình rồi. Suy nghĩ kỳ lại đi em gái, về nhà chồng nha. Dạ thôi, nếu mà anh nãy giờ suy nghĩ vậy em thấy ý kiến nó cũng hay. Cũng hay, đúng rồi. Dạ. Một tràng pháo tay cho cô gái. Thật sự thế này nè, anh thấy anh Ngọc đây cũng rất là chân thành. Em một cô gái cũng rất là dễ thương. Mẹ chồng dễ thương vô dễ cùng thương, luôn. Rất thương. Tại vì em nhiều cái nãy như bạn em bà đó. Bớt lo xa đi. Mọi người cho em xả cái nha. Bà sợ về mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, rồi chồng đứng giữa rồi không biết, rồi lỡ con trai lúc phải binh mẹ. Bà bớt lo xa đi, hiểu không? Dạ. Bây giờ cuộc sống bây giờ thế kỷ 21 4.0 rồi. Đừng có la em gái tôi. Em gái tôi dễ thương, em gái tôi sợ thôi. Dạ. Anh hiểu em. Không phải. Nhưng mà cuối cùng là bây giờ là cuối cùng là em đồng ý về nhà chồng chưa? Dạ rồi anh. Rồi nha, nghe lời anh đi. Đây là chỗ dựa rất tốt luôn đó. Dạ. Rồi nha, đường ra đó Ngọc. Bớt lo xa nha, bớt lên chân. Dạ. Chăng nha. Em gái rất là dễ thương nhưng có một điều là em giữ quan điểm của mình quá. Dạ. Cuối cùng thì cánh cửa tình yêu cũng đã mở đó. Dạ. Bây giờ để giải tỏa căng thẳng mình hát nhau, tặng nhau bài đi, cái chuyện này sao nó căng thẳng quá. Ờ vậy đi. Em thì hát không có hay nhưng cũng hay hát. Bắt đầu. Em thì không nhớ tựa bài hát gì mà cứ hát ra chắc là người sẽ biết. Dạ. 2, 3. Về đây bên nhau, ta nối lại tình xưa, chuyện tình mà bao năm qua anh gối ghém từng kỷ niệm. Phải giấu con đường xưa, những chiều hẹn cơn mưa đổ, mưa lạnh vai em, anh thấy lòng mình giá băng. Hay quá. Giây phút quyết định đã tới. Nếu mà Thảo rung động thì Thảo bấm, nếu Ngọc rung động thì bấm. Không phải bấm để mình vừa lòng ai đó, thích thì bấm, không thích thì thôi. Nào. 3, 2, 1. Hết thời gian. Em có bấm không vậy? Dạ không. Rồi, cảm ơn em, đứng lên nè. Đây, hoa của em. Thảo ơi, tại sao lại không bấm Thảo? Không, thật sự bạn Nam cũng là người rất là tốt. Nhưng mà nãy Gia nói là mình chỉ thật sự cảm thấy rung động thì mình mới bấm. Đúng vậy. Dạ. Tại vì có thể là bạn đó tốt nhưng mà có những cái em chưa thật sự cảm thấy rung động với bạn. Chính xác. Dạ. Điều đó là một điều mà chúng tôi luôn luôn muốn nó chân thật tại bạn mối hẹn hò. Không rung động chúng ta bấm cũng không để làm gì cả. Chúng tôi trân trọng những cái tình cảm thật đó, những cái quyết định thật đó. Nhưng mà hãy mở lòng ra chút xíu nha Thảo. Và tôi hy vọng rằng một ngày sớm nhất thì khán giả truyền hình sẽ bấm nút cho hai bạn. Trước khi chị nhìn mặt thì cho chị biết cái điều gì em không thích ở người bạn trai của mình. Em không thích người bạn trai nhìn quá mập hoặc là quá ốm. Không thích mấy bạn trai mà đầu hói. Hả? Nói lớn lên em. Đầu hói. Bên kia có hói không Linh? Hỏi. Mời anh ngồi. Hôm nay em tới chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Một chương trình như em đó chỉ là mộ. Em có 4 bó hoa tặng anh chị, mong chương trình càng ngày càng phát triển và đưa nhiều cái niềm vui tới cho những cặp đang FA như tụi em. Thay mặt chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò và chị Cát Tường bên kia nhận bó hoa này, chút xíu mình sẽ trao lại chị Cát Tường ha. Cảm ơn bạn rất nhiều. Từ xưa giờ lần đầu tiên cặp bó hoa hồng. Cảm ơn. Gì vậy Linh? Anh xúc động quá. Khóc rồi hả? Muốn khóc luôn. Đó giờ đâu có ai tặng hoa hồng cho anh đâu. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Chào bạn tên gì?
Em chào chị, em xin chào quý vị khán giả. Em tên Thanh, hiện đang là nhân viên văn phòng, làm ở quận nhất. Năm nay em 27 tuổi. Rất đặc biệt anh Linh. Ở đó giờ trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì mình thấy là đến là trang phục và áo dài, áo đầm, đúng không anh? Đúng rồi. Sa rê rất là nhiều, nhưng mà hôm nay bạn gái trang phục rất là đặc biệt, em thấy rất là ấn tượng. Tức là vừa kết hợp áo đồng, sa rê, quần sọ và kia. Nói chung là một con cây chết vô mốt. Anh tên là gì? Dạ em tên là Bình. Bình. Dạ em năm nay là 30 tuổi. Hiện tại nghề nghiệp là kỹ sư tàu biển. Kỹ sư tàu biển. Đơn vị công tác là công ty công nghiệp tàu thủy Sài Gòn. Bên kia là Thanh, bên đây là Bình. Hai người kết hợp nhau. Thanh Bình. Bình. Bình ha. Tôi nghĩ rằng là anh sẽ có nhiều cơ hội để gặp nhiều người đẹp, sẽ có nhiều cơ hội để có nhiều tình yêu, sẽ có nhiều cái sự thăng hoa. Nhưng mà anh ngồi đây thì tôi không hiểu tại sao. Dạ đúng rồi. Không phải là lần đầu tiên anh nói câu này, rất chỉ là nhiều người. Trước tới giờ quá khứ đi học và đi thực tập, đi làm em đã có mối tình, hai mối tình. Nhưng hoàn toàn đều dừng lại ở những cái mối tình gọi là chớm nở, vụt tan. Anh có tìm ra lý do nữa không? Dạ cũng có nhiều hoàn cảnh lắm. Nhưng mà sau khi đu kết được lại, em nghĩ là em thích một cái mối tình như truyền thống thời xưa, tức là phải có ông ở bằng việc. Và tới chương trình này thì không phải là ngẫu nhiên, mà em thấy là có hai người, anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Từ cái tên và từ cái tính cách, từ cái cách sống và cái phong cách thì em nghĩ là hai thần tượng từ nhỏ của em, đặc biệt là anh Quyền Linh. Cảm ơn bạn rất nhiều. Bạn nói cái này tôi mới chú ý nè. Bây giờ họ không cần ông mai bà mối nữa. Đôi khi họ tìm hiểu qua Facebook, họ tìm hiểu qua nhắn tin, qua tất cả phương tiện truyền thông rồi. Hình như ông mai bà mối mất dần rồi, đúng không? Dạ, đúng rồi. Và bạn nhắc lại tôi mới nhớ, hình ra bây giờ bạn muốn hẹn hò làm sống lại cái giá trị truyền thống của ta ngày xưa. Dạ. Đúng không? Dạ, đúng. Vậy là hai đứa mình cũng bắt đầu là có giá là rồi đó. Có giá. Em ơi, bình thường thì ngoài cái giờ làm việc trong nơi làm việc của em thì em làm gì? Dạ, hồi cách đây mấy tháng thì em có đi học khiêu vũ. Học khiêu vũ? Dạ, em thích về nghệ thuật. Dạ, em thì biết hát chút. Dạ, hát hay không? Dạ, chắc cũng được. Hát thử câu được không? Rồi, làm đi. Hãy yêu nhau đi khi rừng thay lá. Hãy yêu nhau đi dòng nước có trôi xa. Hãy yêu nhau đi quên ngày quên tháng ngày mai. Rồi ngày mai được rồi, tới chỉ ngày mai đấy. Hay là ngày mai dừng lại. Ngày mai rất là hay. Được không? Em hát được nhưng không hay, em làm thơ nó hay hơn. Làm thơ rồi. Rồi cho bài thơ nghe đi. Bài thơ này thì không có gì sướt mướt, không có gì ướt áp về chuyện tình yêu, chỉ bài thơ thực dụng. Hôm nay tôi được tới đây tham gia bàn muốn hẹn hò cùng nhau. Chào anh chị, chào trường quay, chào người bạn gái quay chung lần này. Mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Em thích người bạn trai đó, nhìn mạnh, bề ngoài thì mạnh khỏe một chút, vạm vỡ một chút xíu, nam tính, cao khoảng cao hơn em chắc cỡ 1m7 trở lên thì đứng nhìn nó xứng. Bên đây 1m9 nè. Chị thấy em xinh như vậy, năng động như vậy mà sao không có bạn trai, sao mà ế được ha? Dạ trước đây có chứ chị, nhưng mà đại gia không hợp á. Xong rồi hai bên chia tay. Chia tay bao lâu rồi em? Chắc cũng năm. Bạn gái bên đó đã có cái yêu cầu về người bạn đời của mình. Vậy thì theo anh thì bạn đời của anh sẽ là người như thế nào? Bạn đời thì nói chung nói là mà yêu cầu thì em không có yêu cầu. Em chỉ cần một người biết chia sẻ và thông cảm. Tại vì con người không phải là cỗ máy. Mọi vấn đề cuộc sống nếu mà chân thành, chân thật và chân tình tới với nhau thì con người ta có thể dung hòa. Trước khi chị nhìn mặt thì cho chị biết cái điều gì em không thích ở người bạn trai của mình. Em không thích người bạn trai nhìn quá mập hoặc là quá ốm. Không thích mấy bạn trai mà đầu hói. Hả? Nói lớn lên em. Đầu hói. Bên kia có hói không Linh? Hói. Dạ. Bên đây hói nửa đầu luôn. Làm sao? Rồi gì nữa em? Nhìn ăn mặc không có không biết cách ăn mặc á, không biết ăn mặc để phù hợp với mình á, mặc nhìn nó anh ăn mặc lôi thôi quá. Không phù hợp. Chị nhìn em mà chị thấy em ăn mặc là có gu rồi đó. Rồi bên kia sao đây? Giờ muốn gì bạn gái mình là có ghét cái gì không? Có không thích cái điều gì không? Dạ em
Nói chung gặp ban đầu thì em ghét nhất là người bạn gái mặc áo hai dây. Mặc áo hai dây, bên kia chắc không có dây nào á. Quá đơn giản. Rồi, thôi đơn giản vậy để tôi qua tôi coi có đầu hói hay không nè. Hói cái thì khỏi coi mặt. Đầu hói, không mập mà không ốm. Có thuốc trị không? Để chị nghiên cứu coi nha. Rất là lịch lãm. Đúng là hợp với người đọc thơ, đọc văn đó anh. Cảm ơn chị nhiều. Dạ, đặc biệt rất là ấn tượng. Chỉ có điều đầu hói thôi. Cái gì cũng được hết trơn. Giờ cái điểm đó chị cũng không biết làm sao cứu chữa được nữa. Chị cũng bó tay rồi, thôi tùy em đi. Chào bạn. Chào anh. Ví dụ như người đó yêu chị dữ dội, bạn dữ dội luôn. Rồi bạn cũng có cái tình yêu đối với người đó. Đầu hói đâu có mắc mớ gì mà không yêu. Dạ thì đó là cái suy nghĩ của em thôi. Còn nhưng mà nếu mà tiếp xúc á, thấy bạn đó có những cái tính cách tốt hơn thì có thể là em bỏ qua. Đúng rồi, mình yêu cái tâm hồn đúng không? Yêu tính cách đâu phải yêu cái đầu. Đầu có tóc không tóc đâu quan trọng đúng không? Đúng. Anh nghĩ là như vậy nha. Tại tương lai Linh cũng sắp rụng hết tóc rồi anh mới nói vậy. Thôi mình cảm nhận là một chuyện. Có tóc không có tóc không thành vấn đề. Vấn đề là ở cái nhìn đầu tiên. Hai bạn có trao cho nhau những cái thiện cảm, những cái tình cảm, những sự đồng cảm với nhau hay không. Rồi xin mời màn kéo lên. 2 phút để nhìn nhau và 2 phút để quyết định. Bắt đầu. Chào em. Chào. Chúng ta cùng cảnh ngộ đều là những người bốn mắt. Dạ. Em thấy sao khi người ta nói mình là bốn mắt? Em thấy bình thường anh, tại vì em thấy bốn mắt rất là nhiều mà rất là dễ thương. Công việc của anh có đòi hỏi anh phải nhậu không? Nhậu em. Anh có hai cái mà theo ba anh nói là hơn ba. Không hút thuốc, tức là từ nhỏ tới giờ chưa bao giờ anh ngậm một điếu thuốc. Và không được uống rượu, không uống được rượu chứ không phải là không được uống rượu. Yeah. Còn bia thì cũng tầm tạm, có thể nói là cao đô. Tôi tưởng đâu không có rượu bia. Trước đây anh có bạn gái đúng không? Và dạ. Lý do hai người chia tay là sao anh? Thì sinh viên mà em như em vậy thôi. Ai phải có cái quá khứ là cái nền tảng để mình bật lên cao hơn, xa hơn. Từ trước đến giờ có khi nào mà anh thương một người mà người đó không thương anh không? Anh không có định nghĩa về tình đơn phương em. Anh chỉ có thương một người mà người đó không thương anh, đó là trang nhật ký của anh. Hết giờ. Quá hay, không còn gì để bàn cãi. Anh muốn hai người nói nữa đó chứ. Thôi, không có gì để nói nữa cả. Hai người lý luận hay lắm. Một không. Hai ba. Hết thời gian. Bạn trai đã tặng cho bạn gái một hoa hồng. Còn anh sẽ tặng cho quỳ xuống cầu hôn đi bạn gái trong bạn muốn hẹn hò một bó hoa hồng. Em cảm ơn anh Linh, chúc em mau có chồng và có xăng nhẹ ở cuối tóc dài đen, có xăng nhẹ dưới nữa. Ghê quá, kỹ dữ vậy. Em hồi hộp quá à. Sao nữa? Dạ về tính cách thì vui vẻ, hòa đồng, hoạt bát, nhưng mà không lanh chanh. Để chúc anh qua anh coi có giống không nha. Bên chết có thời gian là em quấn đi. Không cần luôn. Này. Em xin tự giới thiệu, em tên là Huỳnh Mạnh Tuấn. Năm nay em 27 tuổi và đến từ Vĩnh Long. Hiện tại em đang làm công việc kinh doanh. Kinh doanh ở đâu Tuấn? Dạ em kinh doanh tại nhà là. Tại nhà luôn? Dạ, dịch vụ ăn uống. Huyện nào? Dạ huyện Long Hồ, Vĩnh Long. Long Hồ, Vĩnh Long, ở ngay thành phố luôn. Dạ. Rồi em giới thiệu về mình đi. Dạ em xin chào chị Hồng Vân, chào anh Huyền Linh, chào bạn Nam bên kia và các bạn khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Như Nho. Năm nay em 28 tuổi. Quê em thì ở Đồng Tháp. Hiện tại em đang làm nhân sự của một công ty thời trang ở quận 7. Em cho chị biết cái điểm mạnh, điểm yếu của em đi. Dạ, cái điểm mạnh của em là tính em thì hòa đồng, em tự lập, em hay nhiệt tình, giúp đỡ mọi người. Nhưng mà em nghĩ đó cũng là một cái điểm yếu của em. Là đôi khi mà mình nhiệt tình quá thì nó lại không có đúng chỗ. Thì nó lại thành ra là nó cũng không hay. Còn cái điểm yếu của em là tính em thì em hay quên và em hay cẩu thả. Em bị cận thị nhưng mà em đi ra đường em lại hay quên mang mắt kiến, hay là em cứ nhắm mắt em chạy đại thôi chị. Vậy đó hả? Giống như bữa nay là em quên đó hả hay sao? Tại vì thường khi nào làm việc thì em mới đeo mắt kiến, còn không thì em cũng ít đeo. Nhưng mà khi mà mình chạy xe ngoài đường á, đi xa thì mình không có thấy phía trước mà mình cứ lại hay quên đeo mắt kiến, là cứ chạy đại thôi chị. Rồi bạn trai, em có ưu điểm khuyết điểm gì? Về ưu điểm của em á thì biết nấu ăn. Nấu ăn, tốt.
Thứ hai là em có năng khiếu về thể thao, là em biết chơi cũng đa số nhiều môn. Tốt. Thứ ba nữa là em cũng có nhiều cái tài vật như là ca hát nè, hoặc là chơi nhạc cụ, hoặc là vẽ hội họa vậy đó. Chung là cũng không có giỏi lắm nhưng mà đều biết qua hết. Có tật xấu gì không cưng? Dạ, tật xấu của em là em ngủ em hay xoay lung tung thôi. Dạ, giống như là đang nằm mơ đang chơi thể thao hay sao á. Nhiều khi sáng ngủ cái đầu này nhưng mà tối nhiều khi đầu ở dưới kia, hoặc là đang ngủ rồi rớt xuống sàn luôn vậy. Không sao đâu, anh ngủ ở nhà mà tối sáng thức dậy thấy nằm dưới bếp mà. Chuyện nó bình thường. Thiệt không? Linh vậy luôn á. Vậy là Linh bị mộng du rồi. Hoài luôn á, có không phải tật xấu đâu mà cái giống như cái bệnh vậy đó. Được tình duyên bên đàn gái sao? Trước đây em cũng quen một vài mối tình thì... Một vài là mấy mối? Dạ, một vài thì chắc một, hai, ba mối gì thôi. Anh ơi, cũng không nhiều lắm đâu. Thôi, cái mối tình nào là lâu nhất? Mối tình lâu nhất là mối tình thời sinh viên của em, là em quen hết một quãng trường sinh viên cho tới khi ra trường đi làm luôn. Thì sau đó là giống như là cái môi trường làm việc nó mỗi người là một nơi xa chị. Rồi tại lúc đó em cũng còn trẻ quá, em chưa có muốn lập gia đình sớm. Đó là mối tình lâu nhất, dạ, dài nhất. Em được mấy mối tình rồi Tuấn? Dạ, em trải qua hai mối tình lớn, là cũng giống như bạn bên kia là thời sinh viên. Em quen một bạn 4 năm rưỡi. Tại sao 4 năm rưỡi mà lại chia tay? Dạ, thì cái lý do lúc đó là mình còn trẻ, và cái bạn em quen lúc đó đó, bạn học bên cái ngành là du lịch, cho nên là về phong cách lẫn cái tính cách của bạn đó đó thì nó hơi là kiểu hiện đại. Còn mẹ em lúc đó là một người phụ nữ truyền thống, cho nên là hai bên có cái nhiều cái điểm khác biệt với nhau quá, cho nên là không thể hòa hợp được. Tức là không hòa hợp với mẹ em? Dạ đúng rồi. Và bạn ấy rút lui? Dạ đúng rồi. Bạn ấy là người nói lời chia tay với em? Dạ vâng. Thế bây giờ câu chuyện em yêu một người cô gái, em yêu thật tình luôn, mà giữa mẹ em với cô gái ấy mâu thuẫn cái kiểu đó, và mẹ em nói là không được lấy cô này, thì sao? Cô kia không rút, cô kia vẫn yêu thương em. Dạ, thì đó em sẽ quyết tâm, em sẽ yêu cô bạn gái đó đến cùng. Bởi vì người bạn đời là người đi đến suốt cuộc đời của mình. Còn mẹ thì mình có thể thuyết phục được. Dạ. Được, phải bằng mọi giá thuyết phục mẹ. Dạ, nha rồi. Anh nghĩ rằng đó cũng là một cái mà phụ nữ tin vào đàn ông đó. Chứ bây giờ mà yêu nhau nghe mẹ nói thôi là thôi luôn là không được nha. Dạ. Em tưởng tượng đi, cái người đàn ông mà em yêu phải như thế nào? Cái người đàn ông em yêu là thứ nhất là phải mạnh mẽ, phải có tính quyết đoán. Ngoại hình thì bạn nam cao từ 1m7 trở lên là được rồi chị. Dạ, thân hình thì cân đối, gương mặt thì hiền. Em không thích đàn ông ở những điều gì? Dạ, em không thích người đàn ông hút thuốc và tính gia trưởng. Rồi, bên đây đáp ứng được bao nhiêu phần trăm em trai? Chắc khoảng 95%. 95%? 95% á, tự tin dễ sợ, 95% đó. Đây có hết mà. Wow. Tự tay, tự tay. Dạ, tự tay em. Dạ đúng rồi. Wow, hơi đặc biệt ha. Rất đặc biệt luôn chứ đúng không phải rồi. Là hơi đặc biệt nữa. Em hình dung cái người bạn gái bên đây sao? Cái em mong muốn người bạn gái của em là như thế nào? Dạ, cái hình mẫu của em là một bạn nữ là cao, thứ nhất là cao. Cao khoảng từ 1m62 trở lên. 1m62 đổ lên. Dạ đúng rồi. 1m61 được không? Dạ, thứ hai là da trắng. Da trắng, tóc dài đen và có xoăn nhẹ ở cuối. Tóc dài đen có xoăn nhẹ ở dưới nữa. Ghê quá. Kỹ dữ vậy. Hồi hộp quá. Sao nữa? Dạ về tính cách thì vui vẻ, hòa đồng, hoạt bát, nhưng mà không lanh chanh. Để chút anh qua anh coi có giống không nha. Bên đó có thời gian lấy ông quấn đi. Không cần luôn. Ồ, thấy rồi. Dạ, chào anh gái. Dạ. Dễ thương. Sao giờ da có trắng không? Trắng, có trắng. Tóc có quăng ở dưới không? Quăng hai ba khúc luôn. Đó. Bây giờ những vấn đề em đưa ra đàn trai thì cũng đáp ứng 95% rồi. Nhưng mà nếu bây giờ hai bên mà bấm nút mà hẹn hò với nhau á, thì khoảng bao lâu đàn gái cho đàn trai bước tới? Dạ em nghĩ thì cái thời gian tìm hiểu thì khoảng 1 năm hay 2 năm gì đó cũng 1-2 năm. Dạ. Cho em hỏi thêm cái này, tại vì em có đạo nên em muốn tìm một bạn cũng có đạo chứ. Dạ, bây giờ này, mình mà bạn bên đó hỏi nha. Có đạo cũng... em đạo đạo Thiên Chúa. Đạo Thiên Chúa. Em có đạo không? Dạ em đạo Thiên Chúa. Trời ơi. Chúc mừng hai bạn, chúc mừng hai bạn. Thôi được rồi, vậy là mừng rồi ha. Mình hỏi người thân đi, em gái đi với ai em gái?
Dạ, hôm nay em đi với mấy người bạn thân của em. Rồi, bạn thân cho biết ý kiến rồi. Em chào chị Vân, chào Quyền Linh, chào em. Khán giả. Em là Lợi, bạn thân của Nho. Nho là một người rất là cá tính, rất là quyết đoán, nên cần một cái bạn trai đó là cá tính hơn, quyết đoán hơn để bù đắp hoặc là cho Nho. Rồi em nghĩ bạn này có quyết đoán hơn, có cá tính hơn không? Về tổng quan thì em thấy ok. Còn về cái chi tiết thì để hai bạn hẹn hò với nhau rồi sẽ chi tiết với nhau hơn. Về tổng quan em ok, còn về các cơ quan thì để cho Nho lo đúng không? Rồi, bây giờ em đi với ai vậy? Dạ, hôm nay là ngày đặc biệt cho nên là em đi với lại ông của em, mẹ của em, cô, dì, chú bé, cậu mợ, mấy người bạn. Trời ơi, chào đại gia đình. Anh dạ, là chắc là ba hả anh? Dạ, tôi là ông. Dạ, ông Sáu. Trời ơi, ông trẻ dữ vậy ông. Dạ, ông đẹp trai lắm mà. Đẹp trai, ông trẻ quá trời luôn à. Dạ, chào anh chị Quyền Linh và Hồng Vân. Dạ. Dạ, chào quý khán giả trong khán đài hôm nay. Nhìn thấy nãy giờ á, nếu mà sau này hai cháu tôi gặp được với nhau thì tôi nghĩ rằng đẻ con chắc cũng cao nghiệu nghiệu luôn á. Cao nghiệu nghiệu luôn hả? Cao nghiệu đã lắm. Nói vô vấn đề chút xíu. Đây nhìn Nho nãy giờ đó thì gương mặt phúc hậu, Nho nhã đó. Dạ, Nho nhã phúc hậu. Ông Sáu nói với con nãy giờ con tả sao mà hay thế. Cái trực giác của con hay quá. Hay quá. Nếu hai đứa mà tìm hiểu được với nhau, đừng có để quá 30 tuổi. Dạ. Tại vì khi mà sinh con đẻ cái thì từ 30 đổ lại nó hay hơn. Người muốn nghe là mẹ của Tuấn á. Em chào anh Quyền Linh. Rồi, chào chị Hồng Vân. Dạ. Chào quý khán giả trường quay. Bạn muốn hẹn hò Mạnh Tuấn à? Mẹ nhìn cháu gái bên đây rất là xinh đó con. Mẹ Tuấn cũng xinh nữa đó nha. Mà bạn có cái nét phúc hậu giống mẹ đó. Cái đúng đó. Khuôn cho mặt nên, của mẹ rất là phúc hậu. Cho nên là mẹ mong mỏi tụi con hãy cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau. Mẹ sẽ có được dâu hiền, con cũng là rể Thảo. Mẹ chỉ có đôi lời vậy thôi. Rồi, cảm ơn nhà gái rất nhiều ha. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt đi. Mở rào. Bắt đầu đi Tuấn. Chào em. Đêm. Cái này anh nói nè. Ngày xưa người ta thường nói là đường vào tim người đàn ông nhanh nhất là qua đường bao tử. Nhưng mà thời buổi hiện nay là nam nữ bình đẳng rồi. Cho nên là anh muốn tự tay nấu món này gửi đến em, là mong sao là có thể đi vào tim em. Em cảm ơn anh. Em gái cũng muốn thử miếng cháo của anh ấy nấu không? Em có muốn dùng thử. Dùng thử đi. Chắc là để sau chương trình đi anh. Em gái thử một miếng cháo đi, anh nấu từ Vĩnh Long anh đem lên đó em. Thôi kệ, mình thử đi cơ. Nhà đó. Wow. Rồi múc đi Tuấn. Dạ. Cho bạn gái thử đi em. Không có vấn đề gì hết trơn á. Anh Linh có muốn thử không? Thử trước đi, còn nhiều dao tôi. Rồi. Anh mang từ Vĩnh Long lên luôn đó. Đúng rồi em. Múc anh đầy đầy. Được, được. Em ăn thử đi, em ăn thử đi. Dạ. Sáng giờ anh chưa ăn gì đó. Thôi đưa cho anh Linh, mời anh Linh trước đi nè. Nè đây đây. Dạ, mời ông Mai nấu vô giùm em nha. Trời, múc ít quá. Ăn đi. Ngon quá à. Ngon, vừa ăn lắm quan luôn á. Quan trọng là em thấy ngon không thôi. Dạ ngon. Còn ngon anh là ngon rồi đó. Rồi, mấy đứa nói chuyện đi nha. Còn chuyện này để anh lo. Rồi đó, thôi hai bạn nói chuyện với nhau đi nào. Xin phép trước khi mình nói chuyện thì em có thể cho anh khoảng 3 phút được không? Em cứ tập trung vào anh nha. Ôi đất ơi, ghê chưa, đừng có nói là dễ chân dung của cổ nha. Lên đây ăn thoải mái đi, người ta dễ chân dung. Dễ đi, dễ đi. Né ra để dễ lộn tôi nữa. Giòn đúc chiều, dễ lộn tôi nữa. Sáng ăn xôi vợ cháo. Dễ chừng nào xong báo nha. Trời ơi, cái gỏi này ngon quá luôn. Dạ xong rồi ạ. Xong rồi anh Linh ơi. Xong rồi, đây cũng xong rồi nha. Nhanh lắm. Mai xuống lòng hồ ăn tiếp. Em ơi, chị vô là hết cháo luôn, không còn được miếng cháo đó. Anh cái bức tranh tặng em. Dạ, cảm ơn anh, nhìn dễ đẹp. Trời ơi. Rồi, lý do gì mà không đưa mắt mũi miệng vô? Có lý do riêng ạ. Là lý do gì? Dạ, tại ngồi xa quá.
Đâu được rồi. Em muốn là sau này hai người ngồi gần hơn em sẽ thêm em vào. Em sẽ dạ, chim vô, chim vô đúng không? Dạ đúng rồi. Công nhận á. Wow. Dễ giống dễ sợ luôn, giống người con gái dễ sợ luôn. Còn em giữ làm kỷ niệm đi. Rồi cảm nhận về nhau đi. Em có thể cho anh hỏi là cái cảm nhận đầu tiên của em về anh như thế nào không? Em thấy anh hiền, về cái cá tính thì em thấy là tính anh chân thật, chân thành. Em thích cái điều đó. Còn em trai cảm nhận em gái thế nào? Dạ, có cái này em muốn chia sẻ là chiều hôm qua là em biết hôm nay là sẽ ghi hình á, cho nên là em đến cái làng hoa Sa Đéc á, em đi lựa vào cái vườn hồng em lựa, thì em lựa một cái bó hồng đẹp nhất, thê và đẹp nhất nha. Mà tại vì nãy em bưng cái mâm lên em bưng lên không hết, cho nên còn để ở dưới, thiếu nên sẽ tặng. Cũng may là không tặng bây giờ. Chứ tại nếu sao? Mà nếu mà tặng bây giờ thì nếu mà đặt cạnh nho đây thì cái bông nó sẽ không còn đẹp nữa. Tại vì ở đây đã có một bông hồng đẹp hơn rồi. Trời đất ơi, ông nấu ăn giỏi mà ông còn nói khéo nữa, chết rồi. Để cuối coi bông hoa xuất hiện. Bây giờ á là tụi em tính bàn trước xem cái quan điểm về hôn nhân gia đình thế nào, quan điểm về tình yêu thế nào, rồi quan điểm về sinh con trai con gái thế nào, để hiểu nhau nhiều hơn nha. Bắt đầu đi em. Về quan điểm về tình yêu của anh á, thì theo anh thấy thì con người không ai hoàn hảo cả, cho nên là mới đi tìm một cái mảnh ghép cho mình để cả hai cùng hoàn hảo. Mà cái điều quan trọng nhất của hai người yêu nhau là có biết cảm thông và chia sẻ với nhau hay không. Nếu biết tha thứ thì sẽ có hạnh phúc. Cái quan điểm về tình yêu của em là hai người yêu nhau phải tôn trọng và mình tin tưởng lẫn nhau. Rồi bây giờ quan điểm về con trai con gái thế nào? Em thì em rất là thích con gái. Không biết anh là anh thích con trai hay con gái? Anh thì trai gái gì cũng được. Nhưng mà ngày xưa chị Hồng Vân, là em có một cái mơ ước là sau này em sẽ sinh ra được khoảng 11 lượng trai để thành lập một cái đội bóng. Tại ngày xưa em thích đá bóng lắm. Nhưng bây giờ chắc bớt rồi, là chắc khoảng 2-3 hoặc được là được rồi. Em tưởng đâu anh nói bớt là 10 đứa chứ. Nhiều quá nuôi không nổi. Vậy là hai đứa được rồi ha? Dạ đúng rồi. Đứa trai đứa một, gái. Dạ một trai một gái. Bây giờ dạ, tiến tới cái này. Đây. Chúng tôi muốn tạo điều kiện để các bạn nhận thấy cảm xúc của nhau nữa. Đây, nắm tay nhau và nhìn nhau, rồi hát tặng nhau, đọc thơ gì đó, nói như là yêu thương, nói gì suy nghĩ của mình đó. Hãy nhìn nhau rồi nói rồi hát, tùy các bạn. Bắt đầu. Em có thấy tan lạnh không? Dạ lạnh. Tại vì không có ai suy ấm. Anh muốn nói với em một câu thơ này. Noel anh vẫn một mình. Nếu em cũng vậy thì mình đi chung. Chắc chắn rồi. Hát một bài nào tặng nhau đi. Vậy thì anh sẽ tặng em một bài nha. Một đoạn ngắn, tại vì anh đang bị đau họng cho nên là không hát dài được. Nhà anh tuy không to, tiền mẹ không hay cho, nhưng anh sẽ kiếm em chờ lo. Anh không đẹp ngất ngây, nhưng nhìn thì cũng hay. Đặc biệt là không gây, yêu ngay rồi em sẽ biết. Anh chịu khó, anh lại rất ngoan, đang đứng thích đua xe không phải anh. Dù thì không muốn biết cũng ít dùng. Trời ơi, đó là thăng tiến mà hát hay dữ vậy đó hả Cơn? Đây là bó hoa anh đi lựa nguyên ngày hôm qua. Giữa 1.000 đó hoa mới được nhiêu đây cho nên. Dạ, cảm ơn anh. Trở về ghế đi các bạn. Thật sự mà nói thì một chàng trai chuẩn bị quá kỹ lưỡng cho cái cuộc mặt ngày hôm nay. Còn vấn đề quyết định là do con tim. Nếu rung động, chúng ta sẽ đặt tay vào và bấm nút chuẩn bị. Các bạn phải quyết định bằng chính con tim mình nha. 3 2 1. Hết thời gian. Chúc mừng. Hãy nắm tay nhau, nắm đi Tuấn. Bây giờ người bấm nút mà tôi có hồi hộp thực sự luôn á. Chắc chắn một nụ hôn đầu tiên sẽ xuất hiện. Mình làm nhiệm vụ đi Tuấn. Dễ thương. Bây giờ nói tiếp nè. Bữa nãy vậy là chưa hôn lần nào đúng không? Dạ. Chưa hôn luôn. Có nắm tay chưa? Dạ nắm tay thì chắc có rồi. Nắm tay thì có dạ. Mà hôn là chưa. Dạ. Hy vọng hôm nay hai bạn sẽ có nụ hôn đầu đời ha. Dạ. Sân khấu Bạn Muốn Hẹn Hò này là ghê lắm á. Bao nhiêu người ở đây là thành đôi sinh con đẻ cái rồi, đừng có đùa. Dạ. Nha. Bây giờ là nói tiếp đi, cái mẫu người lý tưởng về ngoại hình cụ thể ra để lát chị qua chị kiểm tra cho em. Dạ. Em muốn người bạn trai như thế nào? Thì em muốn một người bạn trai, tại vì em cũng không có đòi hỏi chiều cao lắm, nhưng mà phải cao hơn em từ 1m65 trở lên. 1m65 trở lên. Thì có múi càng tốt. Có múi càng tốt. Dạ. Mấy múi cũng được. Bộ đội dạ. Thì mấy có múi. Mấy múi miễn sao có múi thì em thích. 6 múi càng tốt. 6 múi càng tốt. Dạ. Rồi, tiếp. 7-8 múi được không em? Dạ được luôn, miễn có múi là em thích.
Còn gì nữa không? À, thì nãy như cái tính cách lúc nãy em cũng nói rồi, em chia sẻ rồi. Thì em chỉ cần như đó là chỉ cần như đó thôi. Cao 1m65 trở lên, có múi là được. Nói chung bộ đội là thể lực rất là tốt, em yên tâm đi ha. Không biết có múi hay không, nhưng mà chắc chắn thể lực rất là tốt. Rồi, mình nghe bên đàn gái yêu cầu vậy mình có đáp ứng được bao nhiêu phần trăm hả em? Chắc được 60 đó. 60 thôi hả? Có múi không? Có múi không? 4 múi đó kìa. Hả? 4 múi. 4 múi hả? Ráng tập cho thành 6 múi nha. Không, mà tướng này tập ngon lành, nói chung là chiều cao cao. Đó, có gọi là có cái cốt lõi rồi ha. Bây giờ mình gọt giũa thêm chút xíu nữa là ok rồi. Mặt cũng đẹp trai, cười tươi. Rồi, bây giờ mẫu người lý tưởng của em sao? Muốn người bạn gái như thế nào? À, ba vòng ổn định. Cái gì? Tốt nhất là eo thon ạ. Hả? Ba vòng ổn định ạ. Ba vòng ổn định. Rồi đi bạn. Rồi, chúng ta nghe bạn nữ giới thiệu về mình nè. Rồi, mời em gái giới thiệu. Dạ, xin đầu tiên là cho em gửi lời xin chào tới tất cả các quý vị cùng hai MC cô Cát Tường và chú Quyền Linh. Em xin giới thiệu, em tên là Nguyễn Thị Hằng, năm nay 22 tuổi, hiện đang là giáo viên dạy tại trung tâm tòa án trí tuệ Superbrain Biên Hòa, và em sinh ra và lớn lên ở Biên Hòa luôn. Mình đang dạy đó là dạy cái gì em? Dạ, dạy tòa án trí tuệ, tòa án tư duy. Dạ. À, tòa án trí tuệ là cái loại cái cá để tính nhanh đó đúng không? Dạ. Mà đối tượng của mình là dạ các bé từ 4 tuổi trở lên á, là mình có thể học. Quê mình là ở Biên Hòa luôn, sinh ra ở Biên Hòa luôn. Dạ đúng rồi. Em làm công việc đó lâu chưa? Dạ cũng gần 2 năm. Gần 2 năm, một cô giáo trẻ ha. Rồi, mời bạn trai. Bạn giới thiệu tên lại đi, nhỏ ở đây không có nghe nè. À, rồi nói lớn lên lại đi em. Tên gì? Dạ em tên là Nguyễn Thúy Hằng, năm nay 22 tuổi ạ. Thúy Hằng 22 tuổi. Dạ đúng là rồi. Là cô giáo dạy ở Đồng Nai đúng không em? Dạ đúng rồi ạ. Rồi, mời em trai. À, sau đây em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và chào bạn gái bên đấy và toàn thể khán giả trong trường quay ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Đỗ Văn Thắng, sinh năm 1996, quê ở Hà Nội, hiện ba mẹ đang sống ở Bảo Lộc, Lâm Đồng, và công việc của em là làm về kỹ thuật trưởng vô tuyến điện tử, đang làm việc ở Cần Thơ, ở 917 ở Cần Thơ. Sinh năm 96 là bằng em ở Lâm Đồng. Dạ đúng rồi, bằng tuổi. À, bằng tuổi nhau ha. Dạ. Sinh 96 hết. Rồi bây giờ giới thiệu về điểm mạnh điểm yếu của mình cho bạn trai nghe đi. Ưu điểm của em đó là có thể nói chung ưu điểm là hiền, ngoan rồi hiền ngoan, cái đó ai nhận xét? Dạ đa số là mấy mẹ đều nói đa số như nhận vậy. Xét vậy đúng không? Với lại em cũng thích đi karaoke, nói chung là hát cũng được. Thích hát. Dạ. Rồi bây giờ có làm hát cho nó lấy không khí không? Thấy hơi rụt rè ha. Dạ. Một tràng pháo tay ủng hộ cho bạn gái nè. Sau đây em xin gửi tặng một bài hát, đó là bài Say You Do, thì xin gửi tặng một đoạn nhỏ thôi. Lỡ buồn lời yêu anh, sợ anh xa lánh, biết sao giờ vì chỉ thấy nắng trong tim mình. Say you do, you do. Lỡ mai mình yêu nhau, đừng cho em ngóng, nhưng chưa hẹn vì chưa nắng hay mưa trên đầu. Say you do, say you do. Dạ rồi, xin cảm ơn. Rồi, bây giờ thoải mái chia sẻ ha. Dạ. Đó là những ưu điểm, vậy thì em nghĩ mình có những nhược điểm gì? Nhược điểm của em là khá ít nói, với lại em nói chuyện nó không có được mũi lắm, nói chung là nói chuyện không có được vui cho lắm. Nhạt. Hơi mấy nhạt. Bạn em nói là nhạt. Phải đem theo hũ muối đúng không? Dạ đúng cho rồi. Em đâu có gì vui đâu. Nghe hát còn vui hơn nữa, gì say du 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 gì đó. Vui mà. Rồi. Yên tâm. Dạ thì với lại có một cái nữa là khi mà tự tin lên cứ thoải mái thoải mái thì sao? Trời ơi, bảo hộ nó quên luôn hả? Dạ tại em hồi hộp quá em quên mất. Thôi để bên đây nói chuyện cho nó mạnh mẽ lên chút xíu rồi nào. Rồi chúc cô kia bổ sung sao. Em có ưu điểm gì, khuyết điểm gì giới thiệu cho bạn gái biết luôn. Dạ ưu điểm của em là thích thể thao. Thể thao. Ca hát nữa. Rồi hát sung lên coi cho nó vui lên nào. Bài gì? Bài Độc Thân Không Phải Là Ế. Độc Thân Không Phải Là Ế. Độc Thân Không Phải Là Ế. Hay lắm. Bắt đầu.
20 mùa thu này anh vẫn chưa có người yêu. Không biết tìm đâu một ai để anh yêu thương một chiều. Sợ nhẹ không cho, học hành chăm lo. Vì thế người ta gọi anh ê sặc ê. Giờ đây rơi xa vòng tay mẹ cha anh vui quá. Tưởng đầu tiên thấy một cô người yêu nơi phố lạ. Nhưng đời không như mơ, anh vẫn mong chờ. Vài ba năm sau tập yêu cũng không sao đâu. Độc thân không phải là em mà đang tìm người tư tế để yêu. Độc thân khác ê vì trong tư thế ngang cao đầu. Bản thân anh đã hứa 30 sẽ cưới. Vậy thế chuyện anh chẳng sợ gì đâu. Giờ đây không có người thương thì tự mình thương lấy ta. Rồi xin chào. Dễ thương. Bài đó dễ thương không? Độc thân phải là ế. Mà đang đi tìm người tự tin không? Rồi. Bên đây hát cũng ngọt ngào, bên kia hát cũng vui. Còn điểm mạnh gì nữa không? Ngoài thể thao hát còn gì nữa không? Là có biết thổi sáo á. Thổi biết sáo thổi nữa. Sáo nữa hả? Thổi thôi, luôn em. Thổi luôn không hay là để Chúc thổi cho bạn gái nghe? Chắc để tí thổi anh riêng ạ. À. Chúc gặp bạn gái rồi thổi ha. Rồi có vậy có khuyết điểm gì không? Có cái điểm yếu gì không? Có rất nhiều khuyết điểm ạ. À, ví dụ như bừa bộn ạ. Hả? À, bừa bộn. À, có hút thuốc. Uống rượu bia. Bên đây thở dài rồi nè. Sao vậy? Em không thích trai rượu bia thuốc hả? À, uống rượu thì được nhưng mà em không thích người hút thuốc lá. À, hỏi anh thứ coi anh có bỏ được không? Dạ, nếu mà anh có mình đến với nhau thì anh có tình nguyện bỏ thuốc lá vì em không anh? Không, anh chỉ quan trọng cần được người đấy nhắc nhở và khiến mình thay đổi được ạ. Dạ, vậy thì quá tốt rồi. Rồi, tiếp còn gì nữa không? Có tật xấu gì nữa không? Nghĩ là hết rồi. Hết rồi đó hả? Rồi, rượu bia, thuốc lá. Rồi bây giờ em nhớ ra khuyết điểm của em chưa? À, khuyết điểm của em là dễ bị người khác tác động vào. Có nghĩa là nói thẳng ra là ba phải. À, nghĩa là không có lập trường. Ví dụ mình quyết định này mà người ta bàn hoặc là mình dạ. đi theo nói luôn. Nói chung là em cũng có lập trường nhưng mà không có vẫn kiểu như là bị người khác dồn dập về một phía là thể nào cũng bị thay đổi. Rồi, có nghĩa là rồi, gì nữa? Dạ, chắc hết rồi. Rồi, tình trường thì sao? Trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, thì tình trường chưa. Chưa có mối tình nào hết? Dạ. Thế hồi đi học tới giờ luôn cũng không ai đeo đuổi mình hay sao em? À, cũng có nhưng mà tại vì trong thời gian đó thì em nghĩ là tập trung vào cái việc học nhiều hơn rồi sau đó mới nghĩ đến những cái chuyện quen nhau. Dạ. Rồi là rồi lý do sao hôm nay lại đăng ký tham gia chương trình? À, cái đó là chỉ là tình cờ, kiểu như là em đi làm ở trong trung tâm thì là nguyên một đám đồng nghiệp tự động đăng ký. Xong rồi chương trình gọi điện tới cho em thì em mới biết là đã đăng ký. À, dạ. Hôm nay đến cái chương trình là mình có hồi hộp, có chờ đợi, có tưởng tượng ra cái người tình trong mộng của mình không? Dạ, thì người mẫu người lý tưởng của em á, thì em tưởng tượng sẵn trong đầu là một người đàn ông của gia đình, giống như là một người không có cổ hủ, không hút thuốc. Đặc biệt là không hút thuốc với lại không để râu thì có ngoại hình ưa nhìn một chút xíu. À, rồi đặc biệt là phải thoáng á, kiểu như là tại vì trước giờ gia đình em cũng khó nên thành ra là em cũng muốn là một người bạn trai tâm lý rồi thoáng một chút xíu hiểu cho mình. Thế hôm nay đi tham gia chương trình ở nhà ba mẹ biết không? Dạ, không. Vậy cho ba mẹ khó rồi rủi ba mẹ la sao? À, dạ cái đó về tính sau. Vậy hả? Rồi, chút xíu nữa chị sẽ nghiên cứu kỹ thêm vấn đề này. Bây giờ dạ. Hỏi thử bạn trai bên kia là mình có tình trường như thế nào rồi em trai? Dạ em mới yêu đơn phương một người đấy ạ. Hả? Một lần rồi. Một lần yêu đơn phương. Lâu không? À, cũng được trải qua 3 năm ạ. 3 năm. Bạn đó ở gần Cần Thơ không? Mà xa Cần Thơ? Dạ thời học cấp 3. Cấp 3 là quê em á hả? Dạ vâng. À lâu lắm rồi đúng không? Dạ. Tại sao chia tay? À, em chỉ đưa yêu đơn phương thôi chứ không phải là yêu. À yêu đơn phương hả? Vậy là em cũng chưa có mối tình nào. Vẫn chưa có mối tình nào. Chưa mối tình nào cả. Yêu đơn phương 3 năm mà không dám tỏ tình hay sao? Cũng không dám tỏ tình. Em nhát quá hả? Dạ, nhát các bạn. À, hay quá, vậy là hai bạn hôm nay chưa ai có mối tình nào cả. Rồi. Bây giờ nói tiếp nè. Bữa nay vậy là chưa hôn lần nào luôn phải không? Dạ. Chưa hôn luôn, có nắm tay chưa?
Dạ, nắm tay thì chắc có rồi. Nắm tay thì có, dạ. Mà hôn là chưa. Dạ. Hy vọng hôm nay hai bạn sẽ có nụ hôn đầu đời ha. Dạ. Sân khấu Bạn Muốn Hẹn Hò này là ghê lắm á. Bao nhiêu người ở đây là thành đôi, sinh con đẻ cái rồi, đừng có đùa. Dạ. Nha. Bây giờ nói tiếp đi, cái mẫu người lý tưởng về ngoại hình cụ thể ra để lát chị qua chị kiểm tra cho em. Dạ. Em muốn người bạn trai như thế nào? Thì em muốn một người bạn trai, tại vì em cũng không có đòi hỏi chiều cao lắm, nhưng mà phải cao hơn em từ 1m65 trở lên. 1m65 trở lên. Thì có múi càng tốt. Có múi càng tốt. Dạ. Yeah. Mấy múi cũng được. Bộ đội thì mấy có múi. Miễn sao có múi thì em thích. 6 múi càng tốt. 6 múi càng tốt. Yeah. Rồi, tiếp. 7 8 múi được không em? À, dạ được luôn, miễn có múi là em thích. Còn gì nữa không? À, thì nãy như cái tính cách lúc nãy em cũng nói rồi, em chia sẻ rồi. Thì em chỉ cần như đó là chỉ đủ rồi. Chỉ cần như đó dạ. thôi. Cao 1m65 trở lên, có yeah. múi là được. Dạ. Yeah. Nói chung bộ đội á, là thể lực rất là tốt, em yên tâm đi ha. Không biết có múi hay không, nhưng mà chắc chắn thể lực rất là tốt. Rồi, mình nghe bên đàn gái yêu cầu vậy, mình có đáp ứng được bao nhiêu phần trăm hả em? Chắc được 60 đó. 60 thôi hả? Có múi không, có múi không? 4 múi đó chị ạ. Hả? 4 múi. 4 múi hả? Ráng tập cho thành 6 múi nha. Không, mà tướng này tập ngon lành, nói chung là chiều cao, cao. Hả, có gọi là có cái cốt lõi rồi ha. Bây giờ mình gọt giũa thêm chút xíu nữa là ok rồi. Mặt cũng đẹp trai, cười tươi. Rồi, bây giờ mẫu người lý tưởng của em sao? Muốn người bạn gái như thế nào? Dạ, ba vòng ổn định. À, cái gì? Tốt nhất là eo thon ạ. Hả? Ba vòng ổn định ạ. Ba vòng ổn định của em như thế nào gọi là ổn định? Ổn định là ổn định sao? Ổn định là 90-90 đều luôn đúng không? Phải có cái chuẩn đó, ý em muốn ổn định là ổn định sao? Dạ, ba vòng nhìn bên ngoài thấy đẹp ạ. Biết à, sao, đó anh Linh anh đẹp là ba vòng đều nhau là đẹp đó. Giờ ý 90, em muốn đẹp là 60-90 ạ. 90-60-90, rồi. Có gì nữa? Về lấy dây bó là ổn định có gì đâu. Chiều cao thì là 1m6-1m65 được. Em cao bao nhiêu? Dạ, 1m76 ạ. Rồi, hơi thiếu một chút nhưng mà không sao, ăn thua cái mặt, nhìn vô cảm tình là được rồi. Nụ cười giống Nhã Phương được. Nhã Phương. Rồi, gì nữa? Không thích cái gì ở người bạn gái? À, hay giận hờn vô ạ. Hả? Hay giận hờn. Không thích. Không thích hay giận hờn hay là thích hay giận hờn? Không thích. À. Rồi phải biết phụ gia đình. Ừ. Và không ăn chơi nhảy múa. Không ăn chơi. Nếu như bây giờ được thì mình quen nhau, em tính là bao lâu thì mới kết hôn? À, quan trọng cô ấy muốn khi nào? Nhưng mà bản thân em á, em muốn như thế nào? Em giờ mong là khoảng năm sau. Năm sau? Mới 23 tuổi là lấy vợ rồi. Em muốn cuộc sống ổn định sớm ạ. Rồi mình sẽ lập nghiệp, mình sống ở đâu? À, trước hết là có thể sống ở Cần Thơ. Ừ. Còn về sau thì chưa biết ạ. Năm sau lấy rồi ha. Em có sợ cô gái hay ghen không? Có. Em rất sợ cô gái hay ghen ạ. Em có lăng nhăng không? Em không lăng nhăng. Sao em biết? Em chưa quen ai hết. Em sao chưa quen biết ai nên em biết là mình không lăng nhăng. Em chung thủy không? Rất chung thủy ạ. Chắc không? Chắc ạ. Yêu đơn phương 3 năm thì cũng chung thủy rồi đó. Về Cần Thơ sống được không em? Dạ, nếu mà yêu thì khoảng cách không còn là quan trọng nữa. À. Dạ. Khoảng cách không quan trọng, quan trọng là anh nó có vì mình hay không. Dạ, đúng không? Rồi, có chung thủy với mình hay không. Nhưng mà năm sau đám cưới thì theo em nghĩ là có sớm quá không hay là cũng hợp lý? Dạ, em nghĩ là khi nào có duyên phận đến thì mình đến với nhau thôi. Dạ, thì trước mắt là bây giờ em muốn ổn định cái sự nghiệp trước đã. Dạ. Người bạn trai của mình ngoài cái việc là hút thuốc thì em còn không thích điều gì ở người bạn trai nữa không? Em không thích là kiểu bạo lực với lại cổ hủ. Em hỏi ảnh thì coi anh có bạo lực không? Anh ơi, anh có bạo lực không? Anh thì không bạo lực đâu, nhưng mà anh ít biết quan tâm á. Dạ. Nghĩ anh... sao mà bộ đội bạo lực em không có đâu. Yên anh... tâm đi. Dạ. Bây giờ á là anh đi qua coi cô ấy giống Nhã Phương không á. Em thích thì coi như là cái hình dạng như Nhã Phương đúng không? Vâng ạ. Ừ, để hỏi bên kia có thích Trường Giang không?
Hello, chào em gái. Dạ, em chào. Một cái nét đẹp dễ thương rất là nhiều, hiền hậu ha. Em cái mẫu người em thích nghệ sĩ là ai? Em thì em thích giống trai Hàn Quốc. Một bên thích nữ diễn viên Việt Nam, bên thích Hàn Quốc. Không, chàng trai bên đây là dễ thương lắm nha, giống như Kim Song Dong gì đó. Được không? Đây cười tươi lắm. Chà, cười rất là tươi luôn, em cười cũng tươi nữa. Dạ. Nhưng có một cái là hai người xa quá. Dạ. Em hiện nay ở đâu? Dạ, ở Biên Hòa. Biên Hòa là chỗ nào? Ở ngay trường Đại học Đồng Nai luôn. Dạ. Anh nhớ không lầm rằng là bộ phận không quân cũng có ở Biên Hòa nữa đúng không? Dạ đúng. Có đơn vị Biên Hòa nữa, như vậy cũng hợp lý rồi. Có đôi khi công tác lên xuống cũng hợp lý luôn. Dạ. Có nghĩ là mình là lấy chồng là không quân không? Dạ, em cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Thì đến hôm nay thì có thể em sẽ nghĩ tới. À, sẽ dạ. Nghĩ tới. Dạ. Với anh bên đây rất là dễ thương. Anh nghĩ rằng 23 tuổi mà vẫn chưa có mối tình bắt vai nào là một người cũng rất là chung thủy luôn. Dạ. Nha. Dạ. Được. Dạ. Đàn gái cũng dễ thương, nụ cười cũng tươi hơn em luôn đấy. Nhưng mà chàng đây cũng duyên lắm nha. Rồi, hôm nay em đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với em gái, với bạn bè và đồng nghiệp. À, dạ. Em ruột á hả? Dạ, đúng rồi. Rồi, cho chị gặp em gái của em nha. Dạ, em chào chú Quyền Linh và cô Cát Tường. Em là Thùy Linh, em là em ruột của chị Hằng ạ. Rồi, chào em. Với chị Hằng là sinh đôi. Hả? Dạ. Sinh đôi hả? Dạ, sinh đó, đôi. Rồi, nhìn đi, y chang luôn đó. Dạ. Thì ở nhà thì chị Hằng hiền lắm. Với lại bình thường tâm sự thì lúc nào cũng tâm sự với em. Nhưng mà nói với em thì nói nhiều lắm. Mà ra ngoài đường thì khá là ít nói. Chị thì giống như là trái bom nổ chậm vậy á. Chỉ chờ thời điểm tới là hả phát nổ thôi. Em mong anh sẽ là ngòi kích nổ cho chị em. Hay. Nhưng mà em nhìn xét anh Minh Bển như thế nào? Anh rể tương lai được không? Như thế nào? Em thấy anh cũng phù hợp với hình mẫu lý tưởng của chị em. Em thấy cũng được á. Cũng dễ thương. Nên là chị nếu chị quyết định thì chắc là sẽ ok á chị ơi. Rồi, ok ha chị. Okay. Giờ đó, em đoán được cô bên kia chưa? Đúng rồi. Em tưởng tượng cô bên kia thế nào? Rất xinh thắn. Rất xinh đúng không? Xinh đấy. Nhìn hai chị em cũng dễ nhầm lắm á nha. Hai chị em sinh đôi là dễ nhầm lắm á, y chang luôn á. Rồi, em đi với ai? Hôm nay muốn ai? Hôm nay em đi với toàn thể đơn vị. Có anh Hoàng là người... Anh gì? Anh Hoàng. Anh Hoàng rồi. Mời anh Hoàng. Dạ, anh cầm micro đi anh. Thủ trưởng đó ha. Thủ trưởng. Mỗi bên sao giống nhau như anh Hoàng, khác cái gạch đó. Xin chào MC Quyền Linh, xin chào MC Cát Tường. Dạ. Xin chào toàn thể quý vị khán giả có mặt trong khán phòng ngày hôm nay. Và đặc biệt xin gửi lời chào đến đại diện bên nhà gái. Thì nói với đồng chí Thắng thì là coi như, cũng như tất cả mọi người là coi như đồng chí Thắng ở đơn vị là rất là vô tư, hòa đồng, đặc biệt là rất là vui vẻ, được anh em đồng chí đồng đội tin yêu, quý mến. Còn trong công việc thì đồng chí luôn nhiệt tình hết mình, được cấp trên tin tưởng. Đấy. Và cũng dù không nói ra nhiều nhưng mà riêng chỗ đồng chí Thắng thì anh xin chia sẻ với chỗ em gái là đồng chí Thắng là một đồng chí rất là nhiều tài lẻ. Đặc biệt cũng xin nói luôn đồng chí Thắng là một trong những cây văn hóa, văn nghệ, thể thao cũng như nhiều bộ môn khác của đơn vị anh. Đấy. Thì, về phần em gái thì đầu tiên là theo nhận xét của anh thì em rất là xinh và có nụ cười rất là duyên dáng. Đấy. Yeah. Anh nghĩ là đây có lẽ là một nửa còn lại mà đồng chí Thắng đã tìm kiếm bấy lâu nay. Hôm nay đến với chương trình thì anh nghĩ hai em đến đây cũng là một cái duyên rồi. Thì anh nghĩ hai em nên cho nhau cơ hội bấm nút để tiến xa và tìm hiểu nhau nhiều hơn. Và lời nói sau cùng xin
chúc hai MC Quyền Linh sức khỏe, Quyền Linh Cát Tường sức khỏe dồi dào và chúc chương trình ngày càng phát triển. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn anh. Anh Hoàng cho Linh hỏi chút xíu á, là nãy Thắng có nói là Thắng hơi bề bộn với lại bia rượu đó. Đồng chí thấy sao? Cái này có nói hơn không? Chứ tôi thấy rằng quy định của quân đội là không có được như thế đó. Dạ, cái đấy thì thực ra nói trong cuộc sống hàng ngày thì trong công việc ấy thì tuyệt đối là không được uống bia rượu. Nhưng mà ngoài cái giờ nghỉ thì anh em cũng có gọi là uống tí tí. Chứ bảo nó không uống là không có, không đúng. Xin chia sẻ thật sự với khán phòng như thế, cũng như hai MC Quyền Linh, Cát Tường như vậy. Nói đi bạn gái, yên tâm là uống tí tí thôi nha. Không có uống nhiều đâu, yên tâm đi em gái. Không, bên đây người ta không có ngại uống, bên đây cổ cũng uống nữa. Cô chỉ ngại cái vụ hút thuốc thôi. Dạ đúng rồi. Đúng không em? Dạ đúng. Em uống với anh được không? Dạ em uống thì gọi là có biết uống. Có biết uống phải không? Dạ đúng rồi. Thôi cái chuyện đó là ảnh yêu, là em nhắc nhở ảnh mỗi ngày là ảnh sẽ bỏ thuốc thôi. Dạ. Tại thuốc lá cũng có hại cho sức khỏe đúng không? Dạ, em cứ gặp rồi. Anh Hoàng là ảnh bỏ thuốc thôi. Rồi bây giờ sẽ kéo rèm mà kéo rào ra nha, để cho hai bạn trực tiếp trò chuyện với nhau. Mở rào. Trời ơi, rào quên tha nhớt hay sao? Rồi, xin mời hai bạn. Rồi, Thắng. Dạ, chào anh. Nên anh cũng có bó hoa tặng. Dạ rồi, em cảm ơn. Trời ơi, cao quá ha. Quá cao. Rồi, cảm nhận về nhau như thế nào hai em? Em có một cái nhược điểm đó là khi mà em lo lắng hay hồi hộp cái gì đó hay là sợ một cái gì đó là tay em sẽ bị ra mồ hôi, thì anh có phiền đến cái đó không? Không, cái chuyện đó thì anh không quan trọng. Ừ. Bởi vì anh cũng bị ra mồ hôi mà. À dạ. Anh có muốn hỏi gì về em? Anh muốn hỏi em là em có thích một mẫu người đàn ông như thế nào? Tính cách, cuộc sống bên ngoài. Em thích một người đàn ông là tâm lý, với trung tình, với lại không cổ hủ với gia trưởng. Dạ, không biết mình có gia trưởng không ạ? Không, anh thì không có tính gia trưởng. Dạ, vậy thì tốt rồi. Thì như lúc nãy em nói, nếu mà mình có ý đến tiến đến với nhau á, thì anh có thể bỏ thuốc lá vì em đúng không? Không, chuyện đấy là đúng, anh có thể làm được. Các bạn cảm nhận như thế nào về nhau lần đầu tiên gặp mặt? Dạ em nhìn thấy anh là một người đẹp trai, dạ cười tươi, cao rồi, dạ đúng với lại cái tiêu chuẩn mẫu người lý tưởng của em. Có giống Hàn Quốc không? Dạ cũng giống. Giống giống. Bạn trai cảm nhận như thế nào về cô gái trước mặt? Em cảm thấy cô này rất hợp. Hợp chỗ nào? Rất phù hợp với em ạ. Hợp chỗ nào? Nụ cười rất giống nhà Phương. Em không em không có đủ vòng, đủ chuẩn 3 vòng như anh nói, thì nếu vậy anh có chấp nhận em được không? Không, mình đối với anh nhìn vậy là rất hợp. Dạ thì em cũng không có cao lắm, nói chung là vừa đủ xài chứ không có cao lắm. Vừa đủ xài thì dạ. Như em thấy anh có hợp với 3 vòng của em không? Dạ. Bên trong thì em không biết, nhưng em mà kiểm tra bên không? Ngoài cho ngoài hình bên ngoài thì em chắc dạ kiểm được tra luôn. Bây giờ chị cho ảnh đứng lên cho em kiểm tra nha. Dạ đứng lên coi vòng 1, vòng 2, vòng 3 của ảnh có hợp với em coi không, có muối nào chưa, xích tới cho người ta kiểm tra coi. Dạ. Đó em có thể rờ em. Dạ. Sẽ nhấn nhớ em kiểm có muối nào chưa. Dạ. Mấy muối? Dạ em mấy muối em không biết rõ, nhưng phải mà rờ mần mò kỹ vô coi mấy muối ở trong, gồng lên ra muối coi. Có muối nào không? Dạ cũng có đó chị. Có không, có dạ không? Dạ có. Bị đau lưng quá chị. Dạ, ạ. Hả? Sao? Gồng đau lưng quá chị. Gồng đau lưng quá hả? Để được chưa em? Dạ được. Cơ bản là được rồi ha. Dạ. Muốn kiểm tra gì nữa không? À dạ thôi đủ rồi. Rồi. Trong cái đơn, cái thư yêu cầu của em tìm bạn trai là em có nói là cần mông to hả? Đúng không? Dạ thì kiểu cái đó là giống như là em thích
những người mà đi tập gym á, thì người ta sẽ có body đẹp. Nhưng mà tại sao anh Thức mong con? Thì tập gym thì người ta sẽ bình thường là ba vòng của người ta đều chuẩn hết. Mong anh Thắng này to to không? Dạ thì em thấy là chắc cũng được rồi đó, anh đủ kiểm xài rồi. Kiểm tra mong. Dạ thôi được rồi. Thấy chưa? Rõ chưa? Dạ. Đừng để lầm gì chân nha. Sau thôi, này đừng anh nói đứng lầm lỡ lên anh xoay một vòng cho em. Đó, vậy là chưa để ý mong, bây giờ để ý xoay lại đó. Dạ. Ra dảnh ra, dảnh ra, dảnh mông ra. Quan trọng là đứng coi mông to không thôi. Dạ. To không? Mông hơi lép. Chị thấy hơi lép rồi đó. Sao giờ? Dạ không sao, cái này mình tập được. Tập được phải không? Rồi. Cơ rồi. Bản Thắng thể hiện tài năng của mình cho cô gái xem đi. Ngại quá anh ạ. Tiếng sáo là réo rắc lắm đó nha, có thể là rung động lòng người ta đó. Làm sao để mà hấp hồn được cổ đó nha. Cơ hội dành cho em, bắt đầu. Em xin thể một đoạn ngắn đó. À, ngắn dài gì miễn rung động là được. Làm lại, nghe coi, làm lại. Làm như nay Thắng ít hơi rồi sao? Hơi nghẹt nghẹt chút xíu. Nhưng mà được, cũng réo rắc lắm. Rồi bây giờ mình vô bàn chuyện về quan điểm tình yêu, rồi hẹn hò như thế nào đó, đang ở xa đó. À, nếu mà ở xa như vậy á, thì anh nghĩ là làm thế nào để cho tình yêu của mình được bền lâu? Ví dụ như hàng ngày thì anh có thể gọi điện, còn cuối tuần thì anh có thể xin tranh thủ xuống thăm. Dạ. Là anh nói là anh ở Cần Thơ đúng không anh? Cần Thơ vậy thì ví dụ như là mấy cái dịp lễ thì anh có thể xuống ở chỗ Biên Hòa của em được không? Không, mà như những dịp lễ thì anh phải trực. À dạ. Nếu vậy thì có thể dịp lễ em rảnh thì em có thể lên trên đó chơi với anh. Được không? Rất tuyệt vời ạ. Tuyệt vời, phải nói cho cô biết chứ, mình im im cô đâu có biết là được hay không. Người ta đã mở lời vậy rồi, mình phải quyết liệt lên em. Em chỉ biết là nụ cười thôi. Cười nhiều ý nghĩa lắm. Rồi tiếp tục. Nếu mà sau này tiến tới hôn nhân thì anh muốn làm có mấy đứa con? Như anh chưa nghĩ đến. Nếu mà có thì chắc hai đứa. Hai đứa, dạ. Hỏi luôn trai hay gái? Trai hay gái anh? Cả trai hay gái mà, hoặc hai gái cũng được. Nhưng mà tốt nhất hơn không nên hai trai. Hai trai. Kế hoạch kết hôn là bao giờ? À, khi nào kế hoạch kết hôn thì như chị Cát Tường có hỏi. Anh tính khi nào mình kết hôn? Kế hoạch riêng của em thì tính là một năm nữa, nhưng mà giờ thì phải theo người con gái mình yêu. Hỏi cổ đi, theo giờ giờ đó, giờ em giờ thấy anh rồi đó thì em nếu nghĩ. Nếu mà mình yêu nhau, thật sự muốn tiến đến hôn nhân thì em mong muốn mình sẽ kết hôn nhau ở năm nào? À, thì trước mắt là bây giờ em muốn ổn định sự nghiệp trước đã, rồi mình sẽ nghĩ tới cái hôn nhân. Dạ. Thì tại vì em cũng còn trẻ, cũng mới ra trường thôi, thì bây giờ em đang muốn là tìm một cái công việc ổn định trước cho mình. Dạ, rồi mới nghĩ đến gia đình. Em cười hoài vậy. Là em không biết nói cái câu gì hơn. Không nói gì hết hả? À, người ta thường nói bộ đội là không có lãng mạn á, đúng không Thắng? Dạ vâng ạ. Em gái có thích lãng mạn không? Dạ có chứ. Có thấy dạ. Chưa?
Thí dụ bây giờ sinh nhật của bạn gái thì Thắng sẽ làm gì? Em sẽ mua, có thể mua quà tặng gửi bưu điện cho cô ấy. Vậy đâu có lãng mạn đâu. Em nghĩ cách nào cũng lãng mạn, cô gái thích lãng mạn mà Thắng thử xem. Em lái, đừng nói lái máy bay thì đừng thơ lên. Thí dụ nghĩ một cách nào đó, bởi phụ nữ cũng thích lãng mạn mà. Vậy thì chắc có thể em xin nghỉ phép một tuần hoặc là nửa tháng để đến ăn sinh nhật. Ăn sinh nhật nửa tháng. Cụ thể vậy cũng được đúng không? Xin nghỉ nửa tháng cũng hơi căng à. Sinh nhật nhưng mà, nghỉ nửa tháng à. Nhưng mà bất ngờ, tức là gì nè. Đầu tiên á, là mình sẽ gửi bưu điện quà lên trước. Vâng. Nói là sinh nhật của em anh sẽ không có mặt bởi vì anh đi công tác đột xuất. Mà đêm đó mình phục kích, mình nằm gần nhà đó, đến sáng khi cô ấy mở cửa thấy mình nằm trước cửa. Ví dụ vậy đó. Được không? Sao không được rồi anh? Phải tạo bất ngờ, tạo cao trào vậy người ta mới ấn tượng. Nằm ngoài trời sợ. Trời ơi. Cái gì mà lính mà nằm ngoài trời mà sợ là sao trời. Khổ thiệt mình luôn. Mình giả bộ nằm khách sạn gần đó, sáng sớm 5 giờ rưỡi sáng mình giả bộ mình nằm trước cửa, thí dụ vậy. Chứ ai kêu nằm suốt đêm. Dân được không? Nó hốt anh ơi. Được đúng không? Trời không phải đợi vẽ đường hay luôn vậy mới làm được hả? Thôi bây giờ nè, nhìn thẳng vào mặt của cô gái này nè, hai bạn nhìn thẳng vào nhau nè. Nói thật lòng mình đi, hiện tại mình gặp nhau lần đầu tiên ngồi ở đây ít phút, nhưng mà trong lòng mình đang suy nghĩ điều gì? Mình cảm nhận như thế nào về người trước mặt của mình? Trong lòng mình hiện tại cảm xúc mình ra sao? Nói thật, nghĩ sao nói vậy? Không cần màu mè, không cần gì hết. Rồi chúng ta quyết định có bấm nút hay không? Mời hai bạn. Dạ, em nhìn anh thì em thấy anh cũng hiền. Chắc cũng ít nói giống em. có nụ cười tả nắng. em thấy anh cũng có nhiều tài lẻ với lại biết thổi sáo. Dạ, em cũng thích người thổi sáo. Còn anh thì sao? Lần đầu tiên thì anh có thể nhìn qua chị em của em. Anh cảm nhận cô gái này rất xinh đẹp. Dạ rồi, em cảm ơn. Em có mong muốn điều gì không? Giờ em không thể suy nghĩ chuyện mong muốn nữa anh. Giá là em cứ như kiểu xét đánh ngang tai. Xét đánh ngang tai nữa hả? Nhưng em cũng phải có chốt một cái gì đó để cho cổ cảm thấy tự tin, yên lòng khi mà cổ có quyết định, đưa ra cái quyết định cuối cùng chứ. Em hứa cái gì? Nếu mà phải có một câu chốt hạ đó, chứ em sẽ làm gì để em yên tâm về cái mối tình này? Ví dụ chẳng hạn, nói đi Thắng. Là thì em mong muốn là hai mình chỉ cần có một lý do để yêu thì chúng ta sẽ giữ gìn tình yêu ấy đến trọn đời. Theo anh lý do đó là gì? Em sẽ nói lại. Chắc để mình từ từ tìm hiểu ha. Rồi. Yeah. Nói chung là xét đánh ngang tai rồi, giờ không có nói gì được hết trơn á. Rụt rè. Thôi để tay đúng bấm đi Thắng. Không. Được chưa? Cái nút bên kia. Cái nút đó. Nhấn cái máy bài đó. Hai bạn hãy suy nghĩ thật kỹ nha. Giờ phút này rất quan trọng. Hai cái chiếc ghế đỏ này đã rất là nhiều cặp đôi bấm nút hẹn hò và đã tiến tới hôn nhân. Rất là thiêng liêng. Quyết định bấm nút hay không là quyền của các bạn. Không ai ép các bạn được cả. Nếu thật sự trái tim mình rung động thì mình mới bấm nha hai bạn. Còn nếu cảm thấy không rung động thì chúng ta không bấm. Đừng làm mất duyên của người khác. Suy nghĩ thật kỹ. Đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Các anh chàng quân đội này á, nói chuyện rất là rụt rè, cái gì cũng chậm mà có bấm nút là lẹ à. Chưa đếm hết là đã bấm rồi. Nói không nói bấm nhanh quá vậy em. Sợ mất cơ hội hả? Vâng. Giờ nắm tay cảm nhận như thế nào? Dạ. Ấm áp ạ. À, cặp đôi này cũng chưa có nụ hôn đầu đời luôn đúng không? Xin phép em trước đi. Hứa gì với em gái đi. Hứa với em gái gì đi. Xin đôi gái đó, người ta sẽ đồng cảm xúc với nhau thế đó. Nào?
Ôi, tranh thủ hôm nay thì anh cũng... Tranh thủ cái gì? Hung mà tranh thủ trời. Xin phép em là hôm nay anh cũng trộm hôn chị em một lần. Ok anh đấy. Hả? Được rồi. Nói không nói mà làm thấy quyết liệt quá. Cảm nhận sao em? Em làm nhanh quá, cổ chưa cảm nhận được luôn á. Run quá. Run quá hả? Mùi vị như thế nào? Tuyệt vời. Hả? Rất tuyệt vời. Tuyệt vời. Nhớ hoài cái giây phút này nha, đẹp lắm luôn đó. Em, anh nói thật nha, em có phân biệt giữa chị với em không? Không, em phải đánh dấu chứ. Hả? Em phải đánh dấu chứ. Đánh dấu ha. Có gì phân biệt giữa chị và em không? Em gái? Dạ. Hằng có gì phân biệt không? Phân biệt thì phải để ý kỹ mới nhìn thấy được, nhưng mà chắc khó. Dạ. Chắc thôi khỏi để ý đi cho khỏe. Rồi, thôi chúc mừng các bạn. Chúng ta sẽ có những chiếc vé xem phim để tạo điều kiện các bạn có thể tìm hiểu nhau kỹ hơn ở cùng đập Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Ừ. Rồi, các bạn sẽ nhận được món quà kỷ niệm từ ứng dụng Mocha. Các bạn hãy gọi điện nè, nhắn tin để thắt chặt tình cảm qua ứng dụng của Mocha nha. Và đặc biệt là khi vừa chat vừa nghe nhạc trên Mocha thì dù cho hai bạn có ở xa cách mấy cũng giống như là đối phương đang ngồi trước mặt của mình. Rồi, chúc mừng hai bạn. Tập đây. Thổi sáo ha, để thổi cho cô ấy nghe mỗi ngày. Thôi thôi, thổi mỗi ngày chắc buồn. Rồi, chúc mừng hai bạn, cố gắng nha. Dạ, rồi. Nắm tay nhau nào Thắng, đừng buông tay đừng ra. Đừng buông ra, đừng buông ra.